Nghiêm! Trao cơ! Trao! Quốc quan! Thưa quý vị,
Kính thưa thầy cô giáo và tất cả các em, sáng nay trường Trung học cơ sở Đồng Hợp lại một lần nữa chứng kiến sự tưng bừng khởi động bởi sự có mặt của vị đại biểu đại diện đầy đủ các thế hệ nhà giáo, lãnh đạo đảng ủy, chính quyền các ban ngành đoàn thể về dự lễ kỷ niệm 20/1/2018 ngày nhà giáo Việt Nam. Cuộc gặp mặt này là dịp để tôn vinh những lớp thế hệ thầy cô giáo đã và đang ngày đêm miệt mài tâm huyết vì sự nghiệp đồng người. Kính thưa thầy cô giáo, kính thưa tất cả quý đại biểu cũng tất cả các em, Đảng nhà nước ta luôn quan tâm và trao nhiệm vụ lớn lao cho ngành giáo dục. Đất nước ta đổi mới đi lên trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, nền giáo dục xã nhà đã và đang đáp ứng những mối tương quan trong thế giới hiện đại trên nhiều phương diện. Thầy và trò, dạy và học, tri thức và đạo đức, đào tạo và sử dụng. Những năm qua, trường Trung học cơ sở Đồng Hợp đang tự khẳng định mình trên cả cấp độ, quy mô trường lớp, sự lớn mạnh về đội ngũ, chất lượng dạy và học, đạo đức học đường. Tất cả những thành quả đó để chứng minh cho sự lãnh đạo, quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cả cấp, đoàn thể. Vai trò của tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường, sự phối hợp của các đoàn thể luôn đặt niềm tin vào đội ngũ nhà giáo. Niềm tin đó được gửi gắm và khẳng định thành tích, kết quả dạy và học, giáo dục của những năm gần đây. Cơ sở vật chất nhà trường tương bừng được nâng cấp, từng bước được nâng cấp, đầu tư trường lớp được kiên cố hóa, tỷ lệ học sinh đạt chuẩn, giáo viên đạt chuẩn ngày càng phát triển, học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng, duy trì tốt kết quả đội ngũ thầy cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi các cấp. Năm qua trường Trung học cơ sở Đồng Hợp đã được nhiều thành tích đáng kể, chi bộ đã trong sạch vững mạnh, trường tập thể lao động tiên tiến, công đoàn vững mạnh xuất sắc, liên đội vững mạnh xuất sắc, có 6 giáo viên đạt dạy giỏi các cấp, 4 cán bộ giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đó là sự tôn vinh đánh giá nỗ lực vượt bậc của nhà trường, của các thầy cô giáo trong nhà trường đã và đang làm cạnh tranh cho đội ngũ nhà giáo. Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo ở cấp quốc gia là nghị trường bàn về các quyển sách giáo dục tại trường Trung học cơ sở Đồng Hợp nói riêng đã trở thành những vấn đề quan trọng hàng đầu của cấp ủy, chính quyền và nhà trường, của những thầy cô giáo và toàn xã hội. Hơn bất cứ lúc nào hết, dù khó khăn đến đâu cũng phải đưa sự nghiệp giáo dục xứng tầm với yêu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội trong thời đại ngày nay. Khi tỷ lệ quyết định tầm vóc sự phát triển của mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia thì giáo dục là nền tảng, là động lực phát triển đất nước như các danh nhân đã từng dạy. Hiện tại là nguyên khí của quốc gia. Tiếp tục học bài một lần nữa lại vang lên trên đất Đồng Hợp, nói chung và xã Đồng Hợp nói xã Đồng Hợp và trường Trung học cơ sở Đồng Hợp là minh chứng cho sự trăn trở của lãnh đạo, cấp ủy đảng, chính quyền và tập thể Hội đồng Sư phạm trường Trung học cơ sở Đồng Hợp đã quyết tâm và đưa việc dạy và học đi lên cả chiều rộng và chất lượng, xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kính thưa quý vị, hiểu, kính thưa thầy cô giáo cùng tất cả các em, mọi chuyện từ giáo dục đều không thể vượt qua nguyên lý, không thầy đổ mày làm nên. Điều đó là nói đến vai trò không thể thay thế của người thầy trong toàn bộ quá trình giáo dục. Mặc cho hoàn cảnh những khó khăn, tác động không nhỏ đến điều kiện dạy vào, đâu đó còn những phiền muộn, nhưng không thể làm phai đi hình ảnh và cốt cách cao đẹp, nho nhã, sang trọng và lịch lạc của nhà giáo. Chứ ở đâu trên thế giới này chúng ta, sự học lại đi vào cai đao và lời ru thấm đậm chất nhân văn, giản dị mà bác học, muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Chớ đủ và cao cả thiêng liêng hơn tình yêu ấy, chính là lương tri, trách nhiệm và đạo học. Truyền thống trong sự sống đạo từ ngàn xưa, người một chữ cũng là thầy, người chữ cũng là thầy. Các bậc phụ huynh, các học trò luôn đồng mãi tri ân sâu sắc những nhà giáo chân chính, tài năng, tâm huyết, đang ngày đêm miệt mài, nhà từng con chữ để truyền trao ý thức thắp lên tình yêu khát vọng sáng tạo và ý thức công dân cho bao thế hệ học trò, góp phần xây dựng nhân cách tốt đẹp cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, vì lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người, trong lúc lời dạy đó càng thực tiễn và ý nghĩa hơn bao giờ hết, nhận thức sâu sắc vai trò vị trí xã hội của đội ngũ thầy cô giáo, đồng thời để đánh giá công lao tôn vinh những thế hệ vì sự nghiệp của người phục vụ những năm qua ở trường Trung học cơ sở Đồng Hợp, công đoàn nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh và các đoàn thể tổ chức long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ meeting kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Xin kính chúc quý đại biểu sức khỏe, chúc buổi lễ chúng ta thành công tốt đẹp. Như thầy là hiệu trưởng đã muốn em sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bạc hồ để chỉ đạo về mong muốn thầy cô bố mẹ ông ba
Và điều không thể thiếu được trong ngày lễ hôm nay là truyền thống tốt đẹp của những giáo Việt Nam. Tôi xin được trân trọng giới thiệu cô Ngô Thị Hiếu, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng chúng ta ôn lại truyền thống của ngày nhà giáo Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời cô. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, trong bầu không khí vui tươi phấn khởi, trong lòng chúng ta lại trào dâng bao kỷ niệm thân thương về nghề giáo, nhà giáo. Để biết ơn công lao to lớn của các thế hệ nhà giáo và nhằm có thêm sức mạnh nối tiếp sự nghiệp vẻ vang của lớp lớp cha ông, hôm nay kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018, chúng ta lại có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của mình. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, trước khi chính thức được đưa vào luật giáo dục quy định ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, lịch sử trước đó đã ghi nhận sự cố gắng cống hiến của ngành giáo dục. Trước đó, ngày 26 đến ngày 38 năm 1957, tại Warsawa, thủ đô của Ba Lan, Hội nghị Liên hợp quốc tế các công đoàn giáo dục được tổ chức có đại biểu của 57 nước tham dự, trong đó có đoàn đại biểu của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Hội nghị đã thông qua bản hiến chương quốc tế nhà giáo và quyết định ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày hiến chương quốc tế các nhà giáo. Ngày 20 tháng 11 năm 1958, lần đầu tiên ngành giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa long trọng tổ chức kỷ niệm quốc tế hiến chương các nhà giáo trên toàn miền Bắc, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặc dù chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ diễn ra rất ác liệt, ngày 20 tháng 11 vẫn là ngày hội được tổ chức rộng rãi trong nhân dân, nhất là trong đội ngũ các thầy cô giáo, các cán bộ ngành giáo dục và học sinh, sinh viên. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nền giáo dục của cả nước thống nhất bước vào thời kỳ xây dựng nền giáo dục mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến nay, quốc tế hiến chương các nhà giáo đã hoàn thành sứ mệnh với giáo giới Việt Nam. Nhưng với truyền thống tôn sư trọng đạo, ngày 20 tháng 11 đã đi vào trí nhớ, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân, trở thành hoạt động chủ động và tự giác được tổ chức đều đặn hàng năm. Nhân dân Việt Nam, mà trước hết là giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh, luôn mong muốn mỗi năm có một ngày để thể hiện tình cảm và tôn vinh nhà giáo, nghề dạy học. Theo đề nghị của Bộ Giáo dục, ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định số 167 về ngày nhà giáo Việt Nam. Tại điều 1 quy định rõ, hàng năm sẽ lấy ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Từ đó, ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo và trở thành một ngày hội truyền thống của đất nước. Ngày 2 tháng 12 năm 1998, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 10 đã thông qua luật giáo dục. Điều 66 của luật này quy định ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày nhà giáo Việt Nam. Nhưng quyết định và điều luật trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tôn vinh của Đảng, của nhà nước và của nhân dân ta đối với vị trí và vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, tôn sư trọng đạo là một truyền thống lâu dài và vô cùng quý báu của dân tộc ta. Truyền thống đó từ xa xưa đã được nhân dân ta lưu truyền trong các câu tục ngữ ca dao mà mọi người đều quen thuộc. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, không thầy đố mày làm nên, muốn sao thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lễ thầy. Lịch sử giáo dục của dân tộc ta cũng sẽ ghi nhớ công lao những người thầy tiêu biểu được nhân dân mãi mãi tôn vinh, gương sáng lan tỏa đến ngày nay như thầy Đỗ Năng Tế. Thầy đã dạy cả văn đức tỏ cho cả hai chị em Trân Tắc và Trân Nhị, thầy Chu Văn An, thầy Nguyễn Bình Khiêm, thầy Nguyễn Đình Chiểu, những người thầy đã để lại những tấm gương sáng về đạo làm thầy, không màng danh lợi, không chuộc hư vinh, hết lòng đào tạo bao thế hệ học trò, phò đời giúp nước, làm rạng rỡ những trang sử vẻ vang của dân tộc ta. Truyền thống tôn sư trọng đạo cũng được thể hiện ở những phong tục đẹp của nhân dân ta. Hàng năm cứ mưa độ tốt Tết đến xuân về, ông bà cha mẹ lại không quên nhắc nhở con cháu đi chúc Tết, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Trong không khí vui như Tết, mọi người vẫn không quên dành cho thầy một sự quan tâm đầy tình nghĩa. Truyền thống tôn sư trọng đạo hôm nay vẫn đang được nhân dân ta và bao thế hệ học trò tiếp tục gìn giữ và phát huy. Nhân dân ta
thường tổ chức thăm hỏi, quan tâm, trao đổi với các nhà giáo về sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để toàn xã hội động viên, cổ vũ các nhà giáo vượt khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm, làm tròn sứ mệnh trong người vẻ vang của mình. Xưa nay, người thầy giáo chân chính bao giờ cũng là người có đạo đức. Đạo đức vừa là nội dung, vừa là phương pháp, vừa là phương tiện giáo dục của người thầy. Đối với nhà giáo chân chính thì ý nghĩa lời nói và việc làm là một, cuộc sống với lý tưởng đạo đức là một. Biết bao người thầy đã nêu cao tấm gương bất khuất, đi bố không khuất phục, giàu sang không mềm lòng, không màng danh lợi, không trộm hư danh, thả cái ấn từ quan, sống bần hàn thanh đạm mà thanh cao, lấy người dạy học giúp đời làm nguồn vui và lẽ sống, cương quyết không chịu hợp tác với bọn gian thần, bất trung, bất nghĩa. Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam là Nguyễn Ái Quốc, người bắt đầu cuộc đời hoạt động yêu nước của mình bằng nghề dạy học, thầy giáo Nguyễn Tất Thành. Các đồng chí lãnh đạo của Đảng trước năm 1930 cũng đều là thầy giáo. Trong cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng, có nhiều đồng chí xuất thân là thầy giáo như đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí Trường Chinh. Trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, nhà giáo cách mạng là những tấm gương trong sáng một lòng vì Đảng, vì dân, trước khó khăn khốc dùng trùng bước, trước kẻ thù hiên ngang bất khuất như thầy giáo Trần Phú, thầy giáo Tống Văn Trân, Vũ Tống Phan, Đoàn Huyên, Nhiễm Thiếp, Võ Trường Toản. Nhiều thầy giáo bị thực dân Pháp kết án tử hình vì hoạt động cách mạng như thầy Phan Đăng Lưu, thầy Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến. Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lớp lớp sinh viên sư phạm, các thầy giáo sẵn sàng xếp bút nghiên từ biệt mái trường, hăng hái tổng quân, sẽ dọc đường sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dệt tương lai. Nhiều thầy giáo đã vĩnh viễn nằm xuống hay để lại một phần cơ thể nơi chiến trường. Sự hy sinh của các thầy giáo đã góp phần thống nhất non sông. Ngày nay, các nhà giáo chúng ta rất tự hào với danh hiệu kỹ sư tâm hồn, tuyệt đại bộ phận các thầy cô giáo vẫn giữ được phẩm chất trong sáng để học sinh noi theo. Biết bao thầy cô giáo đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cõng chữ lên non với mong ước giản dị các em vùng sâu xa được tiếp cận với tri thức văn hóa. Hình ảnh có người giản dị đứng đắn vô phạm được mọi người kính nể là những nét điển hình của nhà giáo Việt Nam. Dạy học là một nghề rất khó, chỉ có lòng yêu nước, yêu nghề thôi không đủ. Các nhà giáo xưa đã tìm tòi sáng lập nên nhiều công trình khoa học, tiêu biểu có nhà bác học Lê Quý Đôn, nhà toán học Lương Thế Vinh. Ngày nay, tinh thần lao động sáng tạo của các nhà giáo đã có nhiều công trình khoa học đóng góp cho sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung và sự nghiệp giáo dục nói riêng. Nhiều nhà giáo đã được phong tặng anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua. Ôn lại truyền thống nhà giáo Việt Nam để mỗi chúng ta thêm yêu nghề dạy học, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ, thầy cũng như trò, cán bộ cũng như nhân viên phải thật thà yêu nghề mình, thật thà yêu trường mình. Có gì vẻ vang hơn là đào tạo những thế hệ trẻ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, là những thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo vẻ vang nhất, những thầy giáo là những người anh hùng vô danh. Ngày nhà giáo Việt Nam, chúng ta vinh dự và tự hào về vị trí xã hội của người thầy là hết sức cao đẹp, hết sức vẻ vang. Không có người thầy thì không có nhà trường, không có nền văn minh của nhân loại. Nhân loại đã khẳng định không có một vị nhân nào, một anh hùng nào trên đời này lại không qua bàn tay bế bồng của người mẹ. Trên trái đất này không có một vĩ nhân, một anh hùng nào lại không qua bàn tay dìu dắt và sự dạy dỗ của người thầy. Nguyên cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói nghề dạy học là những nghề cao quý và bậc nhất trong các nghề cao quý. Nghề dạy học là một nghề sáng tạo, bậc nhất trong các nghề sáng tạo. Cao quý thay, cuộc sống có trong nghề, duy chỉ có người thầy trong nghề dạy học là mong ước có học trò giỏi hơn mình. Cao quý thay, những tấm lòng giúp cho đời, hậu sinh khả úy, luôn mong mỏi con hơn cha, nhà có phúc. Với truyền thống của dân tộc ta, với thành tựu về kinh tế do công cuộc đổi mới mang lại, Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm đến giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững. Điều đó càng chứng tỏ sự sáng suốt trong đường lối của Đảng, vừa phù hợp với đạo lý dân tộc, vừa theo kịp xu thế phát triển của cộng đồng quốc tế. Đất nước Nhật Bản, quốc gia kiệt quệ sau Thế chiến thứ hai, đã rút ra cho mình bài học: đầu tư cho một người đàn ông tốt được một công dân tốt, đầu tư cho một phụ nữ tốt ta được cả một gia đình tốt, đầu tư cho một thầy giáo tốt ta được nhiều thế hệ tốt. Với phương châm đó, Nhật Bản đã trở thành nước công nghiệp hàng đầu chỉ trong vòng chưa đầy 50 năm.
nhân loại đã và đang bước vào kỷ nguyên của nền kinh tế trí thức. Ở đó trí tuệ chỉ một ưu thế tuyệt đối và trí tuệ trở thành công cụ sản xuất mà không sợ bị phá giá. Việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, tạo dụng và bồi dưỡng nhân tài có vai trò cốt tử cho mỗi quốc gia. Nhà giáo, nhà dạy, nhà giáo dục học vĩ đại Soviet Sukhomlikin đã từng nói: trường học là cái nôi tinh thần của mỗi dân tộc. Dân tộc nào quan tâm đến cái nôi tinh thần ấy thì tương lai của nó càng rạng rỡ. Điều này mang lại vinh dự cho người thầy nhưng cũng đặt ra trọng trách to lớn trước sự tồn vong của cả dân tộc. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa quý vị đại biểu và các em thân mến, ôn lại truyền thống nhà giáo, càng tự hào với các bậc tiền nhân, những nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy như chúng ta, càng thấy trách nhiệm lớn lao trước tương lai của thế hệ trẻ. Chúng tôi nguyện tiếp tục tu đức rèn tài, nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt hơn lợi với thiên chức vẻ vang của vị sư tâm hồn, ngày càng tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của nhà giáo Việt Nam. Cũng nhân ngày này, chúng tôi kêu gọi các bậc phụ huynh hãy quan tâm hơn nữa đến việc học hành của con em. Hãy cho con cái chúng ta thứ mà không ai có thể tước đoạt được, đó chính là trí tuệ và nhân cách làm người. Chúng tôi cũng mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân tiếp tục quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục của xã nhà, tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào thành quả của nền giáo dục xã nhà. Với truyền thống vẻ vang của nhà giáo, với truyền thống hiếu học của nhân dân và con em đồng hợp, với sự quan tâm của đảng ủy và chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, và với lòng yêu nghề, sự cần cù, sự năng động, sự sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, chúng tôi tin tưởng rằng trường trung học cơ sở đồng hợp sẽ đứng trong top đầu của huyện, xứng đáng là những con chim đầu đàn đưa giáo dục ngày đi lên tươi sáng. Cuối cùng, xin chúc các thầy cô giáo, các quý vị đại biểu sức khỏe, có nhiều niềm vui, công tác tốt, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Không có ai trong chúng ta mỗi người đây là chưa một lần vượt qua cổng trường, và chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng giữ cho mình những kỷ niệm đẹp về thầy cô của mình, nhất là trong những ngày nay, để bày tỏ tấm lòng của mình cũng như lời tri ân của thế hệ học sinh của trường. Sau đây xin mời anh Nguyễn Thị Bình, học sinh lớp 9A, đại diện cho 447 học sinh để phát biểu những suy nghĩ, những tình cảm của các em dành cho quý thầy cô giáo và lời hứa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019. Xin mời em. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, hòa trong không khí vui tươi náo nức chào đón ngày nhà giáo Việt Nam, ngày vui của hàng triệu nhà giáo đến đất nước Việt Nam, và cũng là ngày để chúng em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời mình. Em xin được phép thay mặt cho tất cả các bạn học sinh toàn trường nói lên lời tri ân đối với thầy cô giáo. Muốn sáng thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Thầy cô, hai tiếng còi thiêng liêng và cao quý, thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em, khiến chúng em tự tin vào bản thân, tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Vâng, thật đúng như vậy, thầy cô còn là những người lãnh đạo tận tụy mà mỗi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với bao công sức và tâm huyết, một chuyến đò trở biển bao trí thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi gắm vào mỗi chúng em. Không một nhân tài nào mà đằng sau không có bóng dáng người thầy, bởi lẽ không thầy đủ may làm nên, nếu không nhờ công ơn của các thầy cô dìu dắt, liệu mấy ai có thể nên người, mấy ai có thể tự tìm đến tương lai mà không có sự soi sáng ấy. Làm con phải nhớ công ơn cha mẹ, làm học trò phải nhớ đến công ơn của thầy cô, đó là một phần, cũng là một nghĩa vụ của mỗi chúng em. Thầy cô kính yêu, biết bao mùa phượng nở đỏ rực sân trường, biết bao mùa lá vàng đỏ rùng, biết bao thế hệ học sinh trưởng thành, biết bao thế hệ học trò mới đang đến. Vì phận lại ngày một rơi nhiều hướng trên mái tóc thầy cô giáo của chúng em. Chúng em sẽ không bao giờ quên phủ xây mái tóc cố thầy bạc thêm, không quên những hy sinh, cống hiến, những cống hiến vì sự nghiệp trong người cao cả, lớn lao của thầy cô. Mãi đây, trên vạn nẻo đường đời, thầy cô vẫn mãi là tấm gương sáng cho chúng em noi theo. Chúng em mãi mãi khắc ghi công ơn thầy cô. Chúng em đang dần khối lớn và cũng đã được học rất nhiều thầy cô. Mỗi người thầy, người cô là những người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành con người có ích cho xã hội. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, giấy phút này đấy, em tin chắc rằng trái tim tất cả chúng ta đã cùng chung một nhịp đập, dù không biết làm gì để đền đáp.
đại công ơn to lớn ấy. Nhớ chúng em cùng xin kính dâng lên các thầy cô những lời thanh kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng về những công lao và kỳ vọng của thầy cô. Dù sau này trên con đường đời có khó khăn, trắc trở, chúng em sẽ luôn vững tin vượt qua vì chúng em tin rằng ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em. Một lần nữa, em xin thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh cho trung học cơ sở Đông Hợp kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo thật nhiều sức khỏe, ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và đặc biệt là gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp trong người. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Em xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Có thể nói rằng trong là năm học vừa qua, thầy trò bạn trò trường học cơ sở Đông Hợp luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và thu được những kết quả ngày một tốt đẹp. Có được sự thành công là nhờ sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo sát sao, năng động, sáng tạo của lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Đông Hợp. Về dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Ngọc Lâm, phó bí thư đảng ủy xã Đông Hợp để phát biểu chúc mừng năm ngoài nhà giáo Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông. Xin kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Hôm nay, trong không khí sôi động, toàn dân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018. Hôm nay, Trường Trung học Cơ sở xã Đồng Hợp long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, xin gửi tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo và gia đình cùng với toàn thể các em học sinh lời chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, trong buổi lễ này, chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng trong suốt chặng đường lịch sử của ngành giáo dục Việt Nam, đồng thời là dịp để Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành cùng toàn thể nhân dân, học sinh tri ân các thầy giáo, cô giáo đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp đồng người. Kính thưa quý vị đại biểu, ngày 28 tháng 9 năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã ban hành quyết định số 167, lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam. Bản quyết định nêu rõ, để ngày 20 tháng 11 có ý nghĩa thiết thực, hàng năm từ tháng 10, các cấp chính quyền và các đoàn thể cần họp để xem xét tình hình hoạt động và công tác đội ngũ giáo viên, phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam. Việc tổ chức ngày 20 tháng 11 do Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Giáo dục các cấp chủ trì. Nhân dịp này có thể tổ chức khen thưởng các giáo viên có thành tích cao. Đây là quyết định có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về vị trí quan trọng của nhà giáo trong sự nghiệp trồng người. Chính vì lẽ đó, ngày 20 tháng 11 hàng năm đã trở thành ngày lễ không chỉ riêng cho người thầy, người trò, mà đó được tất cả các cấp chính quyền, các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo, dân tộc ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo, tôn vinh người thầy, nghề của thầy, người thầy giáo đã trở thành người thầy của nhân dân. Đạo đức của người thầy thể hiện trước tiên là lòng nhân ái sâu sắc. Thầy luôn nêu cao tấm gương, giàu sang không mềm lòng, uy vũ không khuất phục, luôn luôn sống thanh đạm, lấy đạo học làm nguồn vui. Hôm nay, trong ngày kỷ niệm trọng đại này, chúng ta bồi hồi xúc động ôn lại chặng đường lịch sử vinh quang của ngành giáo dục. Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, ngành giáo dục luôn tiên phong, có nhiều đóng góp to lớn, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương đất nước. Bởi vậy, sự nghiệp giáo dục đồng thời cũng là sự nghiệp cách mạng của Đảng. Sứ mệnh của ngành giáo dục là vô cùng lớn lao. Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp trồng người. Trách nhiệm đó thuộc về toàn xã hội, nhưng trước hết, vinh quang đó thuộc về ngành giáo dục, thuộc về các thầy giáo, cô giáo. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo, hòa chung trong dòng chảy của sự nghiệp giáo dục của dân tộc trên quê hương Đồng Hợp chúng ta, kể từ trong chiến tranh ác liệt, các thầy giáo, cô giáo đã không quản gian khổ hy sinh, vẫn bám trụ trường lớp để duy trì việc dạy và học. Cách đây 51 năm, ngày 15 tháng 4 năm 1967, xã Châu Yên được tách
ra thành hai xã Đồng Hợp và Yên Hợp. Hơn 50 năm, mỗi năm xây dựng và trưởng thành, xã Đồng Hợp đã không ngừng đi lên với những bước đi vững chắc và làm nên truyền thống vẻ vang, đoàn kết, nhất trí, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, chung tay xây dựng quê hương, một lòng một dạ đi theo Đảng, cần cù sáng tạo trong lao động, anh dũng hy sinh trong chiến đấu. Năm 2000, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Hợp được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ đạt trong danh hiệu trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổng thu nhập nội xã và bình quân thu nhập đầu người năm sau cao hơn năm trước. Công tác xóa đói giảm nghèo có những tiến bộ phấn khởi. Mạng lưới điện, đường, trường trạm đã từng bước được chăm lo xây dựng, đạt được những kết quả cao cả về số lượng và chất lượng. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững. Đồng Hợp đã có 13 trên 15 xóm, 4 trên 4 trường học đạt đơn vị văn hóa, hoàn thành phổ cập giáo dục các cấp học. Năm 2001, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Và năm 2007, Đồng Hợp là xã đầu tiên của huyện được công nhận đơn vị văn hóa, do được Bộ Văn hóa và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen. Năm 2015, xã Đồng Hợp đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là niềm vinh dự lớn lao của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã nhà và của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, nhà trường qua các thế hệ. Trải qua thời gian, cùng với sự phát triển của xã nhà, sự phát triển của ngành giáo dục, lớp lớp, thế hệ thầy giáo, cô giáo đã kế tiếp nhau đào tạo học sinh, đóng góp cống hiến để xây dựng công tác giáo dục xã Đồng Hợp không ngừng phát triển, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến hôm nay, xã Đồng Hợp chúng ta đã xây dựng thành công 4 trên 4 trường đạt chuẩn quốc gia, 4 trường trên 4 trường đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, đạt phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non. Xã nhiều năm liên tục đạt xã tiên tiến về giáo dục. Trong những năm gần đây, phong trào thi đua trong các trường học được các trường phát động mạnh mẽ và được các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh hưởng ứng. Từ đó, có nhiều tấm gương thầy giáo, cô giáo và học sinh đã nỗ lực phấn đấu vượt trên mọi khó khăn để đạt được nhiều thành tích cao trong dạy và học tập. Năm học 2017-2018, toàn xã có 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi tỉnh, 20 giáo viên giỏi huyện. Trong đó, trường trung học cơ sở chúng ta có 7 thầy cô, 15 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Trường trung học cơ sở chúng ta có 4 thầy cô và nhiều giáo viên giỏi trường đạt những thành tích cao khác. Đó là những tấm gương tiêu biểu của thầy giáo, cô giáo đã không ngừng phấn đấu trong công tác cho sự nghiệp giáo dục. Đây là những thành tích đáng trân trọng và tự hào. Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy chính quyền khi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích trong năm học qua. Kính thưa quý vị đại biểu, năm học 2018-2019 là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 20 hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam. Toàn ngành chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Đồng Hợp khóa 20 với nhiều mục tiêu lớn về phát triển kinh tế và công tác giáo dục trên địa bàn xã nhà. Bởi vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng ủy chính quyền và toàn thể nhân dân, các giáo viên là hết sức nặng nề. Nhưng chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống hiếu học của nhân dân xã Đồng Hợp, với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, sự nỗ lực của toàn thể các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh, năm học 2018-2019, chúng ta nhất định sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Chúng ta sẽ thực hiện tốt những chỉ tiêu giải pháp năm học đề ra. Hôm nay, chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Đồng Hợp xin được ghi nhận những đóng góp, những cống hiến của các thế hệ thầy giáo, cô giáo cho sự nghiệp giáo dục xã Đồng Hợp trong 51 năm qua. Xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe. Chúc buổi lễ chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Quang Lâm, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh để phát biểu chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Xin trân trọng kính nghe. Kính thưa đồng chí Phạm Quang Lâm, thưa quý đảng ủy, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Đồng Hợp, kính thưa đồng chí Bùi Thanh Công, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đồng Hợp,
Kính thưa ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể thầy cô giáo trường trung học cơ sở xã Đồng Hợp, kính thưa quý vị đại biểu, vinh dự được về dự lễ kỷ niệm 86 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 1, ngày lễ trọng đại để mọi người nhân dân Việt Nam được tri ân công lao của thầy cô giáo, người suốt đời thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Thì lễ công lao phải trong người, cho phép tôi đại diện cho toàn thể phụ huynh trường trung học cơ sở kính chúc quý vị đại biểu thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Kính chúc thầy cô giáo luôn là người thầy được mọi người trong xã hội kính trọng và quý mến. Kính chúc các cháu học sinh chăm ngoan học giỏi nhân ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 1, ban đại diện có lời hát tới thăm để tặng tới ngày lễ trọng đại của thầy cô giáo. Kính mời thầy hiệu trưởng đến nhận.